xuyên tạc, phủ nhận lịch sử và thành quả đấu tranh cách mạng của Đảng với thủ đoạn cương điệu, khoét sâu vào một số hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, nhất là một số hiện tượng sự việc đơn lẻ, biến nó thành phổ biến tất yếu của chế độ, rồi quy kết vào cái gọi là lỗi hệ thống, là mục tiêu của những kẻ tự xưng là đấu tranh dân chủ. Chúng cho rằng nếu không có Đảng Cộng sản thì dân tộc Việt Nam ta không phải tiến hành cuộc chiến tranh lâu dài, đau thương, tổn hại, xương máu. Cho rằng nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không độc đoán, chuyên quyền thì Việt Nam đã đứng trong hàng ngũ các nước phát triển từ lâu. Rêu rao rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng lãnh đạo đất nước. Ví dụ điển hình như Lê Bá Vận, một thành phần sống lưu vong ở Mỹ viết bài bàn về tiêu chuẩn làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trên trang mạng xã hội cho rằng bản quy định 24 QĐ-TVK quá rườm rà, nhiều khê, thật khôi hài. Lê Bá Vận là một viên chức dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, được đào tạo bài bản mà không biết nay do già yếu hay vì hận thù mù quáng mà đọc một văn bản ngắn rõ ràng như quy định 24 QĐ-TVK mà có lời bàn hàm hồ như vậy. Trước hết, quy định 24 QĐ-TVK quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Nó hoàn toàn không phải là cương lĩnh hay các nghị quyết của Đảng để cơ bản thiếu sót bàn về quyền lợi của dân, tự do, dân chủ, nhân quyền. Cộng sản không đề cập dân làm chủ, của dân, do dân, vì dân, dân biết, dân làm, dân kiểm tra, lắng nghe dân. Như Lê Bá Vận sàm bàn, chuyện nọ, sọ chuyện kia. Việc Lê Bá Vận cho rằng, rõ ràng muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thì tiên quyết phải giành chính quyền và nhất thiết phải bằng họng súng, có chính quyền cộng họng súng, thì cộng sản xây gì, nói gì cũng đúng. Thì ông ta đã quên lịch sử. Cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà ông ta tôn thờ bây giờ vẫn bảo vệ cờ vàng, cũng có cái gọi là chính quyền với hàng triệu họng súng, có cả một ông chủ hùng mạnh nhất thế giới o bế hà hơi tiếp sức mà vẫn phải quỳ gối xin hàng đó thôi. Không giành chính quyền từ Việt Nam Cộng Hòa thì hẳn Việt Nam giờ vẫn là chư hầu lệ thuộc Pháp, Mỹ mà thôi. Cuối cùng Lê Bá Vận còn suy diễn tới mức cháo trở và tự bịt mắt mà xuyên tạc sằng bậy rằng hiện cả nước thất nghiệp cao, buôn bán ế ẩm, dẹp tiệm hàng loạt, lẽ nào bọn họ vô tư, chúng nhân ăn đói càng dễ cai trị. Hẳn lịch sử 93 năm qua đã chứng minh từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đưa một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá, bị bao vây cấm vận kinh tế, lại phải chịu nhiều tổn thất do thiên tai khắc nghiệt gây ra, vẫn nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động không ngừng được cải thiện, chính trị ổn định, lòng tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam trở thành một trong những nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên tiến hành đổi mới thắng lợi theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Có thể thấy, với những kẻ như Lê Bá Vận, sự hằn học, hận thù che mờ lý trí khiến họ vẫn duy trì phương thức nói quàng, nói xiên cũ rích như thế. Gần 50 năm sau giải phóng và thống nhất đất nước, Việt Nam đã đổi mới, nhận thức của người dân đã nâng cao, mà họ cứ lặp đi lặp lại cái luận điệu Đảng Cộng sản Việt Nam yếu kém, đấu đá, sắp toang, mãi mà không thấy nhàm chán sao.